Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định Watford và Aston Villa lúc 21 giờ ngày 14 tháng 8 vòng 1 giải ngoại hạng Anh. Ở giải Championship năm ngoái, câu lạc bộ Watford là cái tên không mấy nổi bật và không được đánh giá cao. Tuy nhiên, họ đã thi đấu vô cùng khởi sắc vào giai đoạn nửa và sau kết thúc giải với vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chính thức có mặt tại giải đấu ngoại hạng Anh năm nay. Câu lạc bộ Watford sở hữu đội hình khá đồng đều với hàng công có khả năng dứt điểm chính xác và khả năng bứt tốc mạnh mẽ. Đặc biệt là họ có hàng thủ chắc chắn và có số bàn thua thấp nhất giải. Tuy nhiên, bước lên giải cao nhất, câu lạc bộ Watford vẫn cần phải cố gắng để bắt kịp với các đối thủ, nếu không bị rơi vào nhóm cầm đèn đỏ. Trong khi đó, Aston Villa vẫn tiếp tục có mặt tại giải ngoại hạng Anh sau khi giành được vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng ở mùa giải năm ngoái. Vị trí này phản ánh đúng phong độ khi họ thi đấu thiếu ổn định suốt cả mùa giải. Điều này càng thể hiện rõ ràng vào thời điểm cuối giải và khiến Aston Villa rơi xuống nửa bảng xếp hạng. Tại giải đấu năm nay, họ cần củng cố đội hình như phong độ để có thể đạt được thành tích tốt hơn. Lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ Watford và Aston Villa. Trong năm lần đối đầu, Watford có 3 thắng và 2 trận thua. Aston Villa có 2 thắng, 1 hòa và 2 trận thua. Watford là đội có thành tích tốt nhất trong năm lần đối đầu với 3 thắng, 1 hòa và 1 trận thua trước câu lạc bộ Aston Villa. Dự đoán kết quả trận đấu giữa hai câu lạc bộ Watford và Aston Villa hiệp 1 hòa 0-0, hiệp 2 hòa 1-1, dự đoán kết quả chung cuộc hòa 1-1. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.